Và hôm nay Quyền đã có trên tay, đây là cây Oppo A95. Và ngày hôm nay Quyền sẽ đập hộp cho các bạn xem ngay đây, xem bên trong máy sẽ gồm có những phụ kiện gì kèm theo các bạn nha. Đây, mình sẽ mở hộp ra đây. Đây là cây màu bạc các bạn nha. Ở trên hộp thì chúng ta sẽ có dung lượng RAM là 8, bộ nhớ trong 128 ha. Rồi, đây là cây màu bạc. Chúng ta sẽ mở hộp nó ra xem đây. Đây, cái hộp này xem được cái gì đây. Quyền nghĩ sẽ là một cái ốp lưng và sách hướng dẫn sử dụng khi để sim. Chính xác, đây là một ốp lưng trong và sách hướng dẫn các bạn nha. Để sim. Ok, Quyền sẽ để nó sang một bên. Đây là nhân vật chính của chúng ta, Oppo A95. Đây là một bản màu bạc các bạn nha. Ok, mình sẽ để quên mình xem phụ kiện bên trong gồm gì đây. Và đây là adapter sạc nhanh 33W, cáp sạc, không có kèm tai nghe các bạn nha. Và không, lần này thì Oppo A95 đã không có kèm tai nghe như dòng của Oppo A94 nữa các bạn. Ok, và mình sẽ bóc siêu nó ra thôi cho các bạn xem. Phía trước là chúng ta sẽ có một số thông tin như là sạc 33W nè, pin 5000 nè, RAM 8, bộ nhớ trong 128 nè, RAM mở rộng nè, màn hình AMOLED, độ phân giải Full HD cộng nè. Đó. Đây, về mặt sau camera đẹp, bóc ra các bạn ơi. Đây. Màu đen bạc các bạn nha. Đó. Ở mặt sau thì nó sẽ có mẹ cho chúng ta một cái lớp G-Cloud các bạn. Đó. Mình gọi là nhám đi cho nó dễ ha, nó nhám. Nhưng mà khi mà các bạn nghiêng thì nó sẽ có phản quang rất là đẹp. Và camera nè, các bạn thấy không? Về camera nè, cũng khá là đẹp. Đó, nổi bật, nó sẽ có tâm điểm cái chỗ camera chính này các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời luôn, máy cũng khá là mỏng. Cảm giác cầm như là cầm một cây ghề độ 5 như các bạn. Rất là tuyệt vời. Đây, sạc là sạc tiếp C các bạn nha, sạc nhanh 33W. Theo hãng công bố là chỉ trong vòng 72 phút thì chúng ta đã sạc đầy được pin này rồi. Mic nè, bên đây là jack 3.5. Loa bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn. Phía trên là sẽ không có một cái mic hỗ trợ thu âm nào cả các bạn nha. Phía bên trái chúng ta sẽ có tăng giảm lượng nè, chỗ đây sim. Đó. Đây là camera selfie ha. Đây là biên bản màu bạc để Quyền cho các bạn xem biên bản màu đen các bạn nha. Và đây là biên bản màu đen. Đó, nhìn rất là đẹp. Cái mặt ở phía sau á này á là nhìn nó như là cái mặt của con Oppo Reno 6 vậy các bạn. Reno 6 5G nha. Rất là đẹp. Ai thích màu đen thì nhìn cái này là rất là đẹp luôn. Mê. Nhìn cái máy nó sẽ liền lạc hơn màu trắng ha. Nó sẽ cũng có một cụm camera, thì hai màu thì nó sẽ có một cụm camera giống như nhau. Đó. Nhưng mà đều là màu đen cả ha. Thiết kế như con Oppo Reno 6Z vậy. Cầm nắm cũng khá là ok. Đây. Đây là hai màu các bạn nha. Trái là màu bạc nè và bên phải là màu đen. Ok, Quyền sẽ ra bàn trải nghiệm và sẽ test cho máy cho các bạn xem. Và đây là Oppo A95 các bạn. Rất là đẹp. Rất là mượt luôn nè. Cực kỳ. Camera. Đây, mình sẽ cho các bạn xem camera. Độ phân giải của camera chính là 48 megapixel ha. Là camera chính. Và camera phụ thứ nhất là 2 và camera phụ còn lại cũng 2 megapixel luôn. Đây là đèn LED nè. Đó, đây là camera thông minh AI. Để chữ AI đây. Thì ba camera này sẽ đáp ứng cho chúng ta chụp được những cái bức ảnh từ xóa phông nè. Đó, nó hỗ trợ nè. Chụp bình thường này ha. Chụp xóa phông rồi chụp chân dung. Chụp chân dung này. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có chức năng là chụp góc rộng luôn. Chụp góc rộng và chụp macro nữa. Rồi selfie các kiểu có rất là nhiều. Nói chung là về chế độ mà chụp ảnh ở Oppo thì các bạn cứ yên tâm ha. Rồi, mình sẽ cho bạn xem về camera trước nè. 16 megapixel là cái độ phân giải ha. 16 megapixel. Rất là tuyệt vời. Về thao tác vuốt chạm thì nó cũng khá là ok, nó không có đờ lắc gì, đấy. Rất là tuyệt vời.
Máy thì trang bị cho chúng ta một con chip đến từ Mỹ, đó là chip Snapdragon 662 8 nhân. RAM thì RAM 8GB và có mở rộng lên đến là 13GB các bạn. Đó, rất tuyệt vời. Bộ nhớ trong 128GB. Rất là ok. Máy này chiến game là bao im luôn đó các bạn ơi. Đó, mướt cực kỳ mướt. Cực kỳ mượt luôn nè, thấy không? Rất tuyệt vời. Pin thì 5000 mAh. Nhưng mà máy thì cũng không có quá là gì. Cũng vẫn giữ được một cái chất rất là đẹp của dòng Oppo. Nó nhìn nó tương tự như dòng Reno các bạn. Khá là ok. Với mức giá hiện tại là 6.990.000 thôi các bạn ơi. Rất là đẹp. Máy rất là đẹp, cũng rất là mạnh luôn. Hiện tại thì chúng ta sẽ được giảm 3% khi mua kèm sản phẩm bất kỳ mức giá cao hơn các bạn nha. Rất là đẹp. Góp thì hiện tại máy này hỗ trợ góp nhưng mà có lãi các bạn. Các bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì cũng có thể truy cập ngay website thegiaodong.com và điemaysanh.com để chúng ta có thể biết thêm thông tin chính xác về chương trình khuyến mãi và cũng như là giá bán hiện tại các bạn nha. Và có thể đến ngay Thế Động và điểm máy xanh gần nhất để chúng ta có thể trên tay trải nghiệm như thế này. Đó. Còn các bạn muốn nhận thông tin nhiều dòng sản phẩm mới ra mắt và chương trình khuyến mãi hấp dẫn thì các bạn có thể đăng ký theo dõi kênh Quyền để mà khi mà Quyền up những video mới lên thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn. Đây, Quyền xin kết thúc video tại đây. Chúc bạn buổi tối tốt lành, thật nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Bye bye.